Rất vui được gặp lại các bạn khán giả của kênh Bí Quyết Thành Công. Các bạn thân mến, một trong tiêu chí gần như quan trọng nhất có thể quyết định tới 70% việc chúng ta có chọn một ngành nghề nào đó hay không chính là yếu tố mức lương. Câu nói đi làm vì đam mê thực chất chỉ là một lời nói bông đùa hoặc là một lời nói che đậy cho chuyện bạn đang có mức lương quá thấp mà thôi. Có một công việc tốt với mức thu nhập cao là mơ ước không của riêng ai, từ những bạn sinh viên mới tốt nghiệp ra trường cho tới những người đã từng có thâm niên làm việc nhưng vẫn chưa thể ổn định vì công việc hiện tại chưa đáp ứng được nhu cầu mà họ mong muốn. Chúng ta đều hy vọng sẽ được làm việc trong môi trường nước ngoài hay liên doanh để có mức lương hấp dẫn. Bởi với mức lương cao, có thể giúp chi trả các khoản chi phí sinh hoạt hàng ngày, các khoản chăm sóc bản thân, vân vân, một cách thoải mái. Ai cũng muốn sống một cuộc sống không phải lo nghĩ về bốn từ cơm, áo, gạo, tiền. Nếu bạn cũng đang rối bời trong guồng quay tìm kiếm một ngành nghề mang lại cho mình nguồn thu nhập khá giả, thì video này chính là dành cho bạn. Bởi ngay sau đây, Bí Quyết Thành Công sẽ chia sẻ đến các bạn khán giả 7 ngành nghề tương lai lương cao ngất ngưỡng mà có thể bạn và rất nhiều người khác đều chưa biết đến. Hãy cùng theo dõi để biết đó là 7 ngành nghề hốt bạc nào nhé! Ngành nghề đầu tiên mà Bí Quyết Thành Công muốn gợi ý các bạn đó là ngành marketing. Trong bất kỳ một doanh nghiệp, công ty nào, dù quy mô lớn hay nhỏ thì cũng đều cần tới marketing để thực hiện các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó. Bởi lẽ một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển giữa một thị trường cạnh tranh khốc liệt thì nhất định không thể không có chiến lược marketing hiệu quả. Bạn biết đấy, việc sở hữu một đội ngũ marketing hiệu quả giúp một doanh nghiệp nắm cơ hội rất lớn trong việc thống lĩnh thị trường. Chính vì vậy, các doanh nghiệp luôn dành một nguồn ngân sách hậu hĩnh cho việc tìm kiếm, đào tạo một đội ngũ marketing hiệu quả, đắc lực cho doanh nghiệp của họ. Và khi đã có trong tay thanh gươm báu này, họ chẳng dạy gì mà để tuột mất nhân sự của mình vào tay đối thủ. Cho nên, ưu đãi về lương, thưởng, các chế độ cho nhân viên marketing rất lớn. Đặc biệt, trong thời điểm bùng nổ công nghệ số, marketing truyền thống không còn giá trị bằng digital marketing. Nếu muốn thành công trong lĩnh vực này thì cần phải tiếp thu những xu hướng mới và liên tục học hỏi. Chính vì thế, nếu muốn thành công trong lĩnh vực marketing thì bạn nên liên tục học tập và cập nhật những xu hướng mới để tạo ra chiến lược hiệu quả. Và như vừa đề cập, chúng ta đang sống trong kỷ nguyên công nghệ số. Đây cũng chính là nguồn khởi đầu mở ra một tương lai đầy triển vọng đối với ngành công nghệ thông tin. Đây cũng chính là ngành nghề hoàn toàn có thể mang lại cho bạn một nguồn thu nhập rất xứng đáng nếu bạn thực sự nỗ lực trau dồi kiến thức về nó. Ngành nghề tiếp theo nằm trong top ngành lương cao, đó chính là ngành công nghệ thông tin. Internet và khoa học kỹ thuật phát triển kéo theo nhu cầu nguồn nhân lực của ngành công nghệ thông tin rất lớn. Không phải ai cũng có thể làm tốt những công việc thuộc ngành này. Bạn phải có đủ tư duy cứng, kiến thức, sự chăm chỉ, cần cù thì mới thành công. Công nghệ phát triển nên việc tìm kiếm nhân viên lập trình, thiết kế phần mềm đang rất được chú trọng. Bởi vì không phải ai cũng có thể làm, nên lương của ngành công nghệ thông tin cao hơn những lĩnh vực khác rất nhiều. Những tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới như Google, Facebook, Apple, v.v. luôn tìm kiếm nguồn nhân lực trên toàn cầu. Do vậy, nếu bạn đủ giỏi và xuất sắc thì sẽ có thể làm việc tại những tập đoàn hàng đầu thế giới. Tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp về công nghệ cũng dần phát triển và có danh tiếng như VSmart của Vingroup, Viettel, VNG, v.v. Những đơn vị này đều chi trả mức lương rất cao cho nhân viên trong ngành công nghệ thông tin. Trong tương lai, khi khoa học phát triển thì mức lương, phúc lợi dành cho nhân viên công nghệ thông tin sẽ càng tốt. Chính vì thế, bạn có thể tham khảo và theo học ngành công nghệ thông tin để có mức lương cao trong tương lai. Các bạn thân mến, để phát triển vươn tầm ra quốc tế, nước ta cần phải chú trọng đến nhiều lĩnh vực. Một trong số đó là ngành công nghệ sinh học. Bởi vậy, hiện nay, công nghệ sinh học là ngành thứ 3 của danh sách ngành nghề hốt bạc trong tương lai. Bạn có thể thấy có rất nhiều viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo được thành lập để phát triển các công nghệ sinh học hiện đại. Tuy nhiên, bởi vì còn là một ngành còn khá lạ nên nguồn nhân lực trong lĩnh vực này còn hạn chế. Để phát triển trong ngành công nghệ sinh học thì bạn cần phải có tư duy và khả năng nghiên cứu tốt.
Bởi vì có yêu cầu cao nên ngành công nghệ sinh học vẫn đang thiếu rất nhiều lao động. Chính vì thế, mức lương dành cho nhân viên thuộc công nghệ sinh học rất cao và có nhiều cơ hội đào tạo chuyên sâu để nâng cao nghiệp vụ. Đây là một cơ hội để các bạn trẻ có thể tận dụng và đạt được mức lương cao trong tương lai. Tiếp theo, ngành nghề thứ tư có triển vọng lương cao ngất ngưỡng trong tương lai, đó là ngành thiết kế về sản phẩm, thời trang, kiến trúc. Bất kỳ ai trong chúng ta đều luôn yêu thích và hướng đến cái đẹp. Do vậy, mà dù xã hội có phát triển đến đâu, thì nguồn nhân lực về thiết kế thời trang, kiến trúc sư vẫn thiếu rất nhiều. Ngoài chất lượng sản phẩm tốt thì mẫu mã, bao bì của chúng cũng phải đẹp để thu hút được người tiêu dùng. Nắm bắt được tâm lý thị trường, nhiều doanh nghiệp sản xuất đầu tư và phát triển bộ phận thiết kế để cho ra đời sản phẩm đẹp mắt. Doanh nghiệp có thể chi ra hàng nghìn USD để chiêu dụ nhân tài trong thiết kế về công ty mình. Chính vì thế, thiết kế được xem là một trong những ngành nghề có thu nhập cao trong tương lai. Thiết kế có rất nhiều chuyên ngành như thiết kế sản phẩm, thiết kế thời trang, kiến trúc sư, thiết kế phần mềm, v.v. Các chuyên ngành này có yêu cầu khác nhau về trình độ cũng như khả năng của người lao động. Do vậy, bạn có thể lựa chọn nhiều chuyên ngành khác nhau trong lĩnh vực thiết kế. Tiếp theo, thứ 5 là ngành trí tuệ nhân tạo. Ở Việt Nam, ngành trí tuệ nhân tạo vẫn còn khá mới và chưa có được nhiều người biết đến. Tuy nhiên, các nước phát triển trên thế giới đã bắt đầu ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo vào nhiều lĩnh vực của đời sống. Nếu muốn bắt kịp xu hướng phát triển hiện đại của thế giới, Việt Nam chắc chắn sẽ phát triển ngành trí tuệ nhân tạo để cải thiện năng suất lao động. Bởi vì còn mới nên ngành trí tuệ nhân tạo được đánh giá rất cao trong tương lai. Hiện nay, một vài đơn vị đã bắt đầu nghiên cứu và sản xuất các thiết bị từ trí tuệ nhân tạo. Bởi vì yêu cầu lao động có trình độ cao nên mức lương trong lĩnh vực này rất cao. Chính vì thế, nếu phát triển ngành trí tuệ nhân tạo hiện nay thì có thể gặt hái được nhiều thành công và là một trong những ngành nghề có thu nhập cao trong tương lai. Tiếp theo, điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe là ngành nghề thứ 6, hứa hẹn sẽ mang tới nguồn thu nhập lý tưởng mà Bí quyết thành công muốn gợi ý cho các bạn khán giả. Trong bất kỳ thời gian nào thì việc chăm sóc sức khỏe là điều mà mọi người dân đều quan tâm. Đồng thời khi cuộc sống trở nên bận rộn thì nhu cầu tìm kiếm những người có chuyên môn để chăm sóc sức khỏe tại nhà tăng lên nhanh chóng. Bởi vì nhu cầu cao nên mức lương của những người làm trong nghề chăm sóc sức khỏe cũng rất ưu đãi. Tuy nhiên không phải ai cũng làm tốt trong ngành điều dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Để phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực này, bạn phải có đủ chuyên môn cùng với sự tận tâm, chuyên nghiệp và tỉ mỉ trong tất cả mọi thứ. Chỉ khi được khách hàng đánh giá tốt thì bạn mới nhận được mức lương cao và ổn định trong tương lai. Xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu chăm sóc sức khỏe điều dưỡng càng lớn. Chính vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm những ngành nghề có thu nhập cao trong tương lai thì bạn có thể đăng ký chọn học ngành này. Và cuối cùng là ngành công nghệ mới, vật liệu mới. Dân số không ngừng tăng lên, kinh tế không ngừng phát triển đã kéo theo nhiều hệ lụy. Nổi bật nhất đó chính là môi trường ngày càng bị tàn phá nghiêm trọng. Chính vì thế, các nước trên thế giới đang có xu hướng tìm kiếm những công nghệ mới thân thiện với môi trường hoặc sử dụng các vật liệu an toàn với thiên nhiên. Có rất nhiều nước đã nghiên cứu và đưa ra được những sản phẩm an toàn với thiên nhiên và dễ dàng tái sử dụng nhiều lần. Để phát triển kinh tế bền vững, nước ta đã và đang đưa ra nhiều chính sách ưu đãi trong nghiên cứu nhằm tạo ra sản phẩm thân thiện với môi trường. Trong tương lai, nước ta sẽ ngày càng chú trọng hơn trong công cuộc bảo vệ môi trường. Do vậy, nhân lực có trình độ cao để nghiên cứu công nghệ, vật liệu mới là điều rất cần thiết. Bởi vì có yêu cầu cao nên chắc chắn mức lương trong ngành này cũng sẽ không hề thấp. Chính vì thế, bạn có thể chọn ngành sản xuất vật liệu mới để mở rộng con đường sự nghiệp với mức lương cao. Các bạn thân mến, biết được ngành nghề nào đang là xu hướng trong tương lai có thể mang tới nguồn thu nhập lý tưởng là một chuyện. Nhưng để lựa chọn ra một công việc, ngành nghề phù hợp với bản thân lại là một chuyện khác và chẳng hề đơn giản chút nào. Vậy bạn đã biết nên làm thế nào để chọn được ngành nghề phù hợp với bản thân? Bí quyết thành công sẽ chia sẻ với bạn ngay sau đây nhé! Đầu tiên, bạn hãy dành thời gian tìm hiểu và tham khảo các nghề nghiệp phát triển trong tương lai. Việc lựa chọn công việc phù hợp rất quan trọng bởi nó giúp bạn có động lực học tập, tạo nên thu nhập và tìm thấy giá trị trong cuộc sống.
Nếu lựa chọn công việc không phù hợp, có thể khiến bạn mất nhiều thời gian, lãng phí tiền bạc, công sức. Lưu ý là bạn đừng chỉ chọn nghề theo một yếu tố xu hướng, mà còn phải xuất phát từ các nền tảng, kiến thức, kỹ năng mà mình đang có nữa nhé. Như vậy thì mới có thể đảm bảo được yếu tố phù hợp với bản thân. Tiếp theo, hãy lắng nghe những ước muốn của bản thân. Một khi xác định được mong muốn, yêu cầu công việc của mình, các bạn có thể tìm được ngành nghề phù hợp giữa một rừng các ngành học khác nhau hiện nay. Chẳng hạn, bạn yêu thích sự ổn định thì có thể hướng tới những công việc văn phòng, nhưng sẽ không phù hợp lắm với nghề kinh doanh vốn cần sự quyết liệt, ưa mạo hiểm một chút. Đương nhiên, bởi vì chưa có quá nhiều kinh nghiệm, việc xác định nghề nghiệp của các bạn có thể không đủ chính xác, không phù hợp với thực tế nghề nghiệp. Vậy nên, các bạn hãy tìm đến những người hướng dẫn giàu kinh nghiệm có thể lắng nghe, phân tích và định hướng con đường tương lai cho mình. Ví dụ như bố mẹ, thầy cô hay những chuyên gia hướng nghiệp uy tín. Khi đã lựa chọn được công việc yêu thích, việc tiếp theo mà bạn cần làm là hãy xây dựng kế hoạch định hướng nghề nghiệp trong tương lai của bạn một cách thật chi tiết. Bạn cần phải làm gì để có thể đạt được vị trí đó? Hãy thể hiện rõ mong muốn, lên kế hoạch mục tiêu để bắt đầu phấn đấu. Đừng đặt các mục tiêu quá xa, hãy bắt đầu từng bước một với các mục tiêu thực tế và đơn giản trước mắt để dần cải thiện bản thân. Như vậy, bạn sẽ không bị nản chí vì quan trọng nhất là đi được đến mục tiêu cuối cùng. Và giờ là lúc đưa ra quyết định về một ngành nghề mà mình muốn được cống hiến thanh xuân cho nó rồi đấy. Thời lượng video đến đây là kết thúc rồi. Bí quyết thành công rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Đội ngũ biên tập rất mong sẽ nhận được thêm nhiều chia sẻ hơn nữa của các bạn bằng cách để lại bình luận bên dưới video này của chúng tôi. Đừng quên bớt chút thời gian để nhấn đăng ký kênh cũng như like video này của Bí quyết thành công nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh Bí quyết thành công.